Chào bạn. Đây là Quincy. Quincy lúc này là buổi sáng. Hôm nay nắng tốt nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh. Bên ngoài nhiệt độ khoảng 1 độ C. Lúc này tôi đang trong kitchen room và đang kiếm cái gì đó để ăn sáng. Hôm nay với những món đồ ăn cũ thì tôi nghĩ ra là ăn cái bún xào với su cải thịt. Tôi đang luộc bún siphon. Đây là cái loại bún trong giống như bún lọc. Và lúc này thì tôi đang đi tìm những ý tưởng cho câu chuyện kể hôm nay của mình. Trong đêm tôi nghĩ ra một dạng đa ngôn ngữ tổng hợp, tôi gọi là phức ngữ. Phức ngữ đối với người Việt sẽ gồm có ba ngôn ngữ tổng hợp, đó là tiếng Việt dĩ nhiên, sau đó là tiếng Hoa, đối với người Việt là tiếng Hán Việt, và một ngôn ngữ của thời đại là tiếng Mỹ, đặt cơ sở trên nền tảng tiếng Anh. Chúng ta phải khai thác cái kiến thức bao la trên mạng Internet. Kiến thức đó tích tụ trong cái kho Big Data. Ngày nay, mọi thứ có thể nói đều có trong Big Data. Không có một đầu óc của một người nào mà có sự hiểu biết rộng lớn hơn cái kho nhớ, kho dữ liệu Big Data. Tuy nhiên, để khai thác những dữ liệu, những kiến thức, những tri thức trong kho Big Data, chúng ta cần có một cái nền tảng ngôn ngữ. Nếu chỉ dùng ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta gặp nhiều hạn chế. Hiện nay, cái tri thức tích tụ trên kho Big Data ở dạng ngôn ngữ tiếng Mỹ và tiếng Hoa có thể nói là rất rất phong phú. Do đó tôi nghĩ ra cách trau dồi học một cái dạng ngôn ngữ gọi là phức ngữ. Phức ở đây có nghĩa là nhiều thứ trộn vào nhau tạo thành một cái phức hệ. Tôi kết hợp ba ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Mỹ và tạo ra một cái bài học. Người học những bài học này thì trong đầu cùng lúc có thể thông thạo ba dạng ngôn ngữ. Đó là tiếng Việt, tiếng Hoa
và tiếng Mỹ. Mỗi ngày chúng ta sẽ chỉ học một bài khoảng 5 câu, nhưng đó là phức ngữ, tức là tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Mỹ. Sau một thời gian học thì chúng ta sẽ sử dụng được ba dạng ngôn ngữ này trong cuộc sống thường ngày của mình. Ví dụ bài số 1 tôi soạn, tôi sẽ có một cái chương trình nói riêng về cái này. Đây chỉ là phần giới thiệu. Ví dụ bài số 1 tôi soạn là tự giới thiệu. Tự giới thiệu. Thì nếu ở dạng tiếng Hoa sẽ là Tì yì khờ Zì wǒ jiā shào. Zì wǒ jiā shào. Zì wǒ là tự ngã, jiā shào là giới thiệu. Còn nếu tiếng Mỹ sẽ là Lesson 1. Lesson 1. Introduction. Introduction. Như vậy trong đầu chúng ta khi nghĩ tới mình muốn giới thiệu, introduction, còn gặp người Hoa thì jiā shào, zì wǒ jiā shào. Đó là phức ngữ. Thí dụ câu số 1, đối với người Việt thì tư duy trong đầu là câu tiếng Việt. Thí dụ bây giờ câu đó chúng ta muốn nói là: ê, chào bạn, tôi tên là Vương Khánh Hưng. Chào bạn, tôi tên là Vương Khánh Hưng. Nếu chúng ta gặp một người Hoa, chào bạn, nǐ hǎo, nǐ hǎo, lúc nào cũng nǐ hǎo. Còn người Mỹ, hello, hello, tên tôi là Vương Khánh Hưng. Nếu tiếng Hoa là wǒ míng jiào Wǎng Xīng Xīng. Wǒ míng, my name, tên tôi, jiào Wǎng Xīng Xīng, Vương Khánh Hưng. Nhưng nếu tiếng Mỹ thì là my name is Vương Khánh Hưng. Hello, my name is Vương Khánh Hưng. Đó là gì? Đó là phức ngữ, đó không phải là tiếng Mỹ, mà cũng không phải là tiếng Hoa, mà cũng không phải là tiếng Việt. Đó là một hỗn hợp phức ngữ. Ví dụ gặp người nào, người Việt chúng ta hello, còn gặp người Tàu thì chúng ta ni hao, còn gặp người Mỹ thì chúng ta hello. Đó là phức ngữ. Ví dụ như trong câu học số 2, nếu bạn là người Việt thì bạn sẽ nghĩ là muốn nói câu là tôi đến từ Việt Nam, tôi đã ở nước Mỹ hơn 10 năm. Tôi đến từ Việt Nam và tôi đã ở nước Mỹ hơn 10 năm. Và nếu bạn gặp một người Hoa thì bạn sẽ nói 我来自越南，我来自越南，我在美国待了十多年。我来自越南，我在美国待多了十多年。còn câu tiếng Mỹ sẽ là I am from Vietnam. I am from Vietnam. I have been in the United States for more than 10 years. For more than 10 years. Hơn 10 năm. Đó là phức ngữ. Đó là người Việt. I am Vietnamese. 我是越南人. Tôi đến từ Việt Nam. I am from Vietnam. 我来自越南. Nghĩa là trong phức ngữ nó có ba cái
cấu trúc mà giúp cho chúng ta mở rộng cái mối quan hệ. Thí dụ câu số 3, nếu chúng ta là người Việt, chúng ta tư duy điều chúng ta muốn nói trong đầu bằng tiếng Việt thì như chúng ta muốn nói: ở đây thời tiết rất lạnh, mùa đông thường có rơi tuyết. Ở đây thời tiết rất lạnh. Nhưng nếu chúng ta muốn nói với một người Hoa thì chúng ta nói: chơ nì thiên xì hẳn lận. Chơ nì ở đây, thời tiết là thiên xì, thiên khí, thiên xì. Tiếng Hán Việt thời tiết là thiên khí, thiên xì. Rất lạnh, very cold, thì là hấn lợn, hấn lợn, hấn lợn, very cold. Mùa đông thường có rơi tuyết, mùa đông thường có rơi tuyết. Thì tung thiên là đông thiên, tức là mùa đông. Chính sáng dù chăng xẻ, thường có tuyết rơi. Chăng là giáng, xẻ là tuyết. Giáng tuyết tức là tuyết rơi. Còn nếu ta nói tiếng Anh thì là tiếng Mỹ thì là the weather he is very cold. The weather, weather là thời tiết. He ở đây is là very cold. Very cold, very cold. Hấn lần, rất lạnh, rất lạnh. And there are open so snowfall. Snowfall là giăng xẻ, là rơi tuyết. In winter, winter, in winter là trong mùa đông. Trung thiên, giăng xẻ. Snowfall in winter. Câu số 4. Mỗi buổi sáng tôi uống cà phê và ăn sáng, rồi tôi tập thể dục. Mỗi buổi sáng, mì thiên chào sáng, đó là tiếng Hoa every morning, every morning, mỗi buổi sáng. Mì thiên chào sáng, mỗi buổi sáng, every morning, tôi uống cà phê, 我都喝咖啡, 我都喝咖啡, I have coffee, I have coffee, tôi uống cà phê. Và ăn sáng là breakfast, breakfast, 是早餐, 是早餐. Và tôi đi vận động, tiếng Mỹ là exercise, tiếng Hoa là 运动, 运动. Thành ra mỗi sáng tôi uống cà phê và ăn sáng và tập thể dục, thì mì thiên chào sáng, 我都喝咖啡, 是早餐和运动. Nếu tiếng Mỹ thì là every morning I have coffee, breakfast and exercise. Exercise, vận động, vận động. Câu thứ 5. Câu thứ 5 của bài học số 1. Tôi thường đi các siêu thị ở gần nhà để mua thức ăn. Thí dụ như trong đầu tôi xuất hiện câu tôi muốn nói là tôi thường đi các cái siêu thị gần nhà mua thức ăn. Trong cái hệ phức ngữ, nó câu này phản ảnh ở tiếng Hoa là 我经常去家附近的超市买食物, thức ăn, 食物, mua thức ăn, 买食物, siêu thị, 超市. Nếu tiếng Anh thì I often go to the supermarket. I often, tôi thường go to the supermarket, đi siêu thị. Near my house, gần nhà.
to buy food, mua thức ăn. I often go to supermarket near my house to buy food, 食物, food, thức ăn. Tôi sẽ làm một chuyên mục hướng dẫn cái môn mà tôi gọi là phức ngữ, tức là cùng một lúc ta sử dụng tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Mỹ. Cái thời đại này, cái người biết đa ngôn ngữ sẽ cảm thấy cuộc sống của mình mở rộng hơn, thông suốt hơn. Do ý nghĩ như vậy, do đó tôi cố gắng sử dụng những khoảng thời gian của mình để tạo ra một đề mục mới. Một đề mục gọi là phức ngữ. Trước hết là cho bản thân tôi, sau đó cho những bạn bè, và tôi sẽ tạo ra dạng phức ngữ khuyến khích con cháu của mình nó để thời gian học hỏi. Với một người nắm được phức ngữ thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống mạnh mẽ, không có bị hạn chế bởi những giới hạn do vấn đề ngôn ngữ, phát sinh do vấn đề ngôn ngữ. Đây là bài nói chuyện sáng nay của tôi. Đến đây nói câu quen miệng. Quincy, chào bạn. Hẹn gặp lại. Đây là bài học số 1. Dạng phức ngữ. Tự giới thiệu. Di yi ke. Chư wo jia sao. Lesson 1. Introduction. Introduction. 自我介绍. Tự giới thiệu. Câu 1. Nếu xuất phát từ tiếng Việt là: chào bạn, tôi tên Vương Khánh Hưng. Chào bạn, tôi tên Vương Khánh Hưng. Ni hao, wo ming jiao Wang Xing Xing. Ni hao, wo ming jiao Wang Xing Xing. Hello, my name is Vương Khánh Hưng. Hello, my name is Vương Khánh Hưng. Chào bạn. Tiếng Hoa là hello. Tiếng Mỹ là tiếng Hoa là ni hao, tiếng Mỹ là hello. Tôi tên, wo ming, my name. Câu số 2. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi đã ở nước Mỹ hơn 10 năm. I am
câu tiếng Hoa là 我来自越南, 我来自越南, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đã ở nước Mỹ hơn 10 năm. 我在美国待了十多年. 我在美国待了十多年. Nếu tiếng Mỹ là I am from Vietnam, I am from Vietnam. I have been in the United States for more than 10 years. Câu 3. Ở đây thời tiết rất lạnh. Ở đây thời tiết rất lạnh. Mùa đông thường có rơi tuyết. Mùa đông thường có rơi tuyết. Ở đây, Jenny, thời tiết rất lạnh. Thiên xị hấn lận. Jenny, thiên xị hấn lận. Mùa đông tung thiên thường có chinh chàng rơi tuyết giang xuệ. Trên này thiên xì hẳn lận, tung thiên chinh chàng dù giang xuệ. Tiếng Mỹ, the weather here is very cold. Here, ở đây, very cold, rất lạnh. Weather, thời tiết. Thiên xị. And và there are often snowfall in winter. Snowfall, rơi tuyết. In the winter, mùa đông. The weather here is very cold. And there are often snowfall in winter. Những từ khóa trong câu này là mùa đông, là in the winter, tung thiên. Rơi tuyết là giang xuệ, snow fall. Câu 4. Mỗi buổi sáng tôi uống cà phê và ăn sáng và tập thể dục. Mỗi thiên chào sáng, mỗi buổi sáng. Khi tôi muốn nói mỗi buổi sáng với người Hoa thì tôi sẽ nói là mì thiên chào sáng. Tôi uống cà phê, 我都喝咖啡. Ăn sáng, 是早餐. Và tập thể dục, 和运动. Mì thiên chào sáng, 我都喝咖啡, 是早餐, 和运动. Nếu nói tiếng Mỹ thì là mỗi sáng, mỗi buổi sáng, mì thiên chào sáng là every morning. Tôi uống cà phê, I have coffee, I drink coffee, I have coffee. Ăn sáng là breakfast, ăn sáng là breakfast. Và tập thể dục and exercise là yên tung. Từ khóa trong câu này là mỗi buổi sáng là mì thiên chào sáng, every morning. Nếu nói uống cà phê thì I have coffee hay là I drink coffee. Ăn sáng thì sư chào chán là breakfast. Tập thể dục là yên tung, exercise. Câu 5. Tôi thường đi các siêu thị ở gần nhà để mua thức ăn. Tôi, 我, thường đi, 经常, đến các siêu thị ở gần nhà, thì 我家附近的超市, 我家附近的超市, mua thức ăn, 买食物, 买食物, là mua thức ăn. Tiếng Mỹ là I often go to the supermarket near my house to buy food. I often, tôi thường, go to the supermarket, đi siêu thị. Supermarket là siêu thị.
near my house, ở gần nhà tôi. To buy food là mua thức ăn. Đó là bài học số 1 của môn phức ngữ. Trong bài học này, chúng ta có 5 câu đọc lại. Chào bạn, tôi tên là Vương Khánh Hưng. Ni hao, wo ming jiao Wang Xingxing. Hello, my name is Vương Khánh Hưng. Hello, hello, my name is Vương Khánh Hưng. Câu 2. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi đã ở nước Mỹ hơn 10 năm. 我来自越南, 我在美国待了10多年. Câu tiếng Mỹ là I am from Vietnam. I am from Vietnam. I have been in the United States. I have been in the United States for more than 10 years. For more than 10 years. Ô bà, ở đây thời tiết rất lạnh, mùa đông thường có rơi tuyết. Ở đây thời tiết rất lạnh, mùa đông thường có rơi tuyết. Chứ nị thiên si hẳn lợn, tung thiên trinh sáng dù chăng xuyệt. Chứ nị thiên si hẳn lợn, tung thiên trinh sáng dù chăng xuyệt. The weather here is very cold, often snowfall in winter. The weather here is very cold, and there are often snowfall in winter. Câu số 4. Mỗi buổi sáng tôi uống cà phê và ăn sáng và tập thể dục. Mỗi buổi sáng tôi uống cà phê và ăn sáng và tập thể dục. 每天早上我都喝咖啡, 是早餐和运动. 每天早上我都喝咖啡, 是早餐和运动. Câu tiếng Mỹ là every morning I have coffee, breakfast and exercise. Every morning I have coffee, breakfast and exercise. Câu số 5. Tôi thường đi các siêu thị ở gần nhà để mua thức ăn. Tôi thường đi các siêu thị ở gần nhà để mua thức ăn. 我经常去我家附近的超市买食物. 我经常去我家附近的超市买食物. Câu tiếng Mỹ là I often to go the supermarket near my house to buy food. I often go to the supermarket near my house to buy food. Đó là bài số 1. Mỗi ngày học một bài, tôi soạn cho mình mỗi ngày một bài học và dùng nó trong thuật kể chuyện buổi sáng của mình. See you next lesson. Hẹn gặp lại ở bài sau. Chào.